Sáng ngày 21 em xin phép lên một ít đồ nha nhé. Sáng hôm nay lên đầu like một cái quần rần ri 6 cái hộp nhưng không phải hàng cấp phát. Con này là không biết nước nào chứ không biết nước nào nha nhé. Ở đây có cái tem này, 6 cái hộp chứ phải caro. Ống quần này thì cũng khá là bự đó, ống 24. Cái này bẩn đẹp lắm nha. Có người thì thích kiểu này, người thích kiểu kia. Chất vải kaki mà cái gân của nó này, cái gân vải, thử vải rất là như kiểu M65. Cái bụng của nó là 82. Bụng 82. Dài quần là 100. 82 100 nha. Quần bên này đều, không có lầm lỗi gì hết. Bên này cũng đều, như ở đây dưới line này em thấy có một chấm này. Chấm này chưa có rách lũng nhưng mà gần tương lai nó sẽ rách. Tương lai rồi cũng sẽ rách đây. Ở dưới lai này nó bị mảng rồi nè, nó lót một miếng rồi nó mảng đây. Lót mảng quá nha. Chứ nằm ở dưới lai thì mình nhìn chả thấy gì hết. Rồi mở hàng đầu lai giùm em 100.000 mã 61. Mở hàng đầu lai nhé. Anh em nào có nhu cầu thì chốt nha. Tiếp một con này M65. Nhìn là dây keo nhôm nhưng mà dây keo chính nó bị thay mất rồi, tức là trước này nó bị hư dây kéo, sao nó thay một cái dây keo đồng nè. Dây kéo này có mình ăn được cái gì không? Dây keo đồng này thì tạm thời không biết có kéo lên được không, để em kéo thử nha. Nếu mà mình ăn được cái gì thì mình cũng sử dụng tạm được không nhé. Wow. Rồi vẫn tốt, vẫn kéo tốt nha nhé, sử dụng tốt nha. Tóm lại là bị thay vào trong cái ruột. Cái ruột trong này nó lòi phèo ra này. Đấy, cái mũ có nó bị rách cái ruột này. Rách ruột này thì anh em mang lại giùm em cái. Cái bên trong nó không mất thẩm mỹ nha. Bây giờ em đo vai thì mất cái tem để biết số ký. Vai của nó là 55. Ồ nha, 55 và dài áo 77. Slash lắc sọc. Cái vải thì rất là lì, màu hanh nha, cái vải này, cái gân này đẹp quá. Cái đầu cài vẫn ngon và đầu vào đầu ra thì vẫn ok. Dây dưới mất, dây trên cũng mất. Bây giờ nhìn cái tổng quát cái mặt bên ngoài, mặt tiền này, ở đây có hai chấm dơ nhỏ nhỏ. Ở dưới này cũng có hai chấm dơ nhỏ nhỏ này. Con áo M65 mà bán này là bán dây keo cổ chứ. Ở đây lũng một lỗ nha bà con. Nói chung là trên con áo này có nhiều cái vết dơ nó phát sinh mà mình không có chỉ được. Và con áo thì anh em biết là giá của nó rất là đắt phải không ạ? Dây keo nhôm mà bán có mấy trăm nghìn thôi này. Ở cái ống tay này á, là nó nằm gấp vào trong, cái là nó lật ra nó trần luôn, trần dính luôn nha. Ở đây thì dơ, qua cái chữ A này là rách rồi. Bây giờ hầu hết cái chữ A này là áo 10-15, hầu hết 90% là bị rách. Bây giờ mất rách, mất lót rồi. Anh em phải tìm một miếng vải của nó may vào đây, vải như cái mũ á, mũ ở trong áo á, vải bublin mới may được nha. Nó là thường thay như vậy á. Kêu thờ may, nó may vào cái là đẹp à. Dơ này, dây keo nhôm nha. Dây keo nhôm thì có hai đời, đời thứ trắng và đời thứ xanh. Ở đằng sau này lũng hai lỗ, mát chưa, mát mát. Thời điểm này anh em mình tận dụng, tranh thủ chốt hàng sale nha. Bởi vì quá tháng của hồn là mình bỏ tiền túi ra mình mua thật hàng thật, không có bố thí gì nữa, không có sale hết gì nữa hết, mua là mua. Rồi hai bên đều bị như vậy nha, hai bên đều bị như vậy nha. Ở đây lũng đây này, lũng này à, dơ lũng. Nói chung là bán cái dây kéo cổ thôi. Con áo này thì bẩn lao động, trên này xuống đẹp, chỉ cái này dơ một chút này. 80 đến 90 kg, cao 1m6 đến 1m7. Ai vừa con này chốt giùm em này, 400.000 mã 60. Một con mờ sao làm dây keo nhôm 400.000, tiền nào của đó nhé. Em đừng có nghĩ rằng là rồi lại đi chỗ khác mua áo mờ sao làm bảo ở bên kia, bên con trong nó bán có 400.000. Ủa anh em đừng có đỏ giá với nhau, phải đỏ phần trăm nè.
đó phần trăm này, tiền nào của đó mà, thích mấy con mấy mấy triệu nó cũng có mà, chứ đừng nói tiền với tiền. Nhanh em, cái này là bán phụ kiện tặng nguyên con áo M65 400.000 mã 60. Tiếp một con áo lót, áo thun, thun lót, áo thun ống của lính Mỹ anh em. Con này tem size nó mất tiêu rồi. Áo này thì bao mát luôn, bao mát con này tương đương size XL. Bình ngang của nó là 59-60 XL, chiều dài là 76. Chốt chùm em con này 200.000 mã 62. Tiếp con M65 nữa này. Con này thân đồng cổ đồng, thân đồng cổ đồng mà con này bị treo cái dây này rồi, tức là cái đầu này nó bị mất cái cầm và nó dắt ngay đây, thì anh em kéo cái này tuột ra cho nó chui lại từ đầu. À, cái đầu này nó nằm ở đây này, thực ra con này vẫn còn kéo được, chỉ có cái tay cầm mình, tay em, tay con gái kéo là nó đứt tay á, nó đưa tay đi luôn á. Em đo vai nhá, vai của nó 55 cũng là xe lắp. Dài áo là 85 là lắp lon. Con này cao hơn con kia nhá. Con kia là cao 1m6 đến 1m7, con này cao 1m74 trở lên luôn. Nhớ giùm em nhá. Con số ký là 80 đến 9 kg. Con này đỉnh này, UFMC nhá em. Em nhìn thấy không? Cái chữ UFMC, một cái logo của Thủy Quân này. Ở dưới này lủng một lỗ. Nhớ giùm em là phải cao 1m74 trở lên nha. Mất hai cái dây kéo, hai cái dây đầu vào này, đầu ra đầu vào thì cái đầu này tuột xuống giùm em cái. Cái này vết gấp hơi đậm nha, đây dính một chút dơ, bên này thì dính một chút dơ ở đây ạ. Ra đằng sau này, con này là nói về đồ mới là con này ngon hơn con kia đấy. Đây dính 2 chấm dơ nhẹ nhẹ này. Cái vải cũng rất là lì phải không ạ? Có những con nó lông nó xù xì luôn á. Rồi, ở đằng sau này nó chỉ dơ nhẹ một chút thôi, như kiểu dơ đất thôi. Đây mới dơ đầm này. À, vết gấp ạ. Qua bên này. Cái này thì ở đây bung chỉ không có sao, bung này không phải là cái lỗi mục chỉ lâu ngày thì nó mục ra rồi, mình đưa lên lại mình đặt tiếp một đường chỉ mới, một cái sợi tơ nhỏ bé tí teo mà làm sao nó trụ mấy chục năm phòng anh em. Con này ít nhất của nó là đời 7x là năm 7 mấy thì nó bằng tuổi em rồi, năm mươi rồi phải không anh em. Rồi, ai thích thì chốt con này giùm em này, 800.000 mã 59. Tiếp con rần ri vải caro 6 túi hộp có vỏ mông hàng cấp phát của lính Mỹ. Con này hơi nhăn nhá, bởi vì này nó có lớp hồ cho nên nó đơ đơ. Rồi, cái bụng của nó là 90, anh em về ngâm nước ấm giùm em nhá, ấm 40 độ cho nó mềm ra này. Dài 106. Đấy, còn hơi nhăn nheo, chứng tỏ là nói hàng sale chứ không, mấy con này đã bán bao giờ đâu đúng không, chưa bao giờ bán mà. Nhưng mà độ mới không cao nữa nha, quát túi rồi nè, trên này xuống thì đều, trên này là có vết in nước, lũng thì không có lũng nhưng mà nó nhanh như vậy là dễ bị lồi lắm nè, tức là mình báo không có lợi hết được. Rồi qua bên này, nói tóm lại là con này ok. Ok nha. 150.000 mã 58. Size medium bụng 90 là khá là đẹp, quá là đẹp luôn. Còn nó trùng vải với con này này, con này chất vải caro 100 cotton. Vai của nó là 49, 70 đến 80 kg và dài áo là 76. Em nhắc lại một lần nữa nha. Em báo số ký để cho một vài anh em có cái bụng to để biết đường lường thôi. Chứ chốt áo và quần phải đúng số đo anh em nhé. Khi anh em đi mua là phải biết vai mình bao nhiêu, bụng mình bao nhiêu. Và muốn biết vai bụng bao nhiêu thì lấy cái áo sơ mi mình đang bận, đừng có đo khoác nha. Áo sơ mi mình đang bận, đo giùm em từ cầu vai bên này và qua cầu vai bên này là sẽ biết vai mình bao nhiêu. Còn bụng thì gài lại, đo từ A qua B. Nó mà 40 thì được 80, 50 thì được 100.
ok nha nhé. Đấy là điều cơ bản. Còn mà nói xúc ký mà cái chốt ký là vai trật lất này. Rồi, bên này đều đẹp nhưng mà không có mới lắm rồi đâu nha nhé. Không có mới lắm rồi đâu. Nói tóm lại con này được 90-93% nữa thôi. Ở đây có một chấm dơ nhỏ nhỏ. Rồi, bên này nó gỡ tem thì có cái vết gỡ tem này. Lai là watt đây này, nổ luôn này. Lai nổ luôn, 70-80kg, size medium rêu lớp. Cao 1m7 trở lên. Ai ưng chốt 100 cô tông nha anh em. 100 cô tông, giá chỉ có 100.000 mã 57. Anh em nhanh tay chốt nha. Có nhiều anh em chốt trượt. Chốt trượt mà không hiểu lý do tại sao. Bảo em vừa mới lên live mà sao người ta chốt. Rằng là xin thưa anh em, cái đó là phụ thuộc vào anh em subscribe, like, subscribe và bình luận. Anh em bảo cái ngón tay này này, anh em một lần xem anh em cho một like đi, mất mát cái gì. Và anh em bình luận hoặc là anh em chia sẻ. Cái đấy là cái, bây giờ em nói luôn nha, cái đấy là cái anh em được hưởng lợi khi mà anh em làm một động tác như vậy. Như con trai và con gái cầm tay nhau thì nó truyền điện từ bên này phải dịch chứ phải không? Nó truyền qua truyền lại và điện thoại như vậy. Mấy anh em làm động tác như vậy thì nó truyền lại. Và mỗi lần em bán, em like là nó sẽ báo cho anh em. Báo sớm và muộn nha anh em, phụ thuộc vào đấy đấy. Có người một tiếng đồng hồ sau nó báo người ta đã chốt bá hết rồi. Có người thì vừa mới bật lên là được bật, người ta đã báo liền thì mình coi trước. Cho nên mình đừng có bỏ thao tác nha, like, bình luận và share. Nhớ dùm em, mình đăng ký kênh đã đành nhưng mà phải những cái thao tác nữa. Còn anh em mà để lì nó một đống nó không có báo cho anh em đâu. Con này là vai 49 size con M, con multicam dài 73. Chất vải caro của Linh Mỹ anh em. Con này 100.000 mã 56 nè. Hàng cấp phát của Linh Mỹ mà nó bị dơ này, dơ mực nha. Cái cách dơ mực này em cũng nói luôn, anh em mà cố tình xử lý vẫn được. Nó là lớp mực thôi. Thì nó là sử dụng bằng cồn. Anh em dùng bằng cái nước nước tẩy mà anh em hay rửa tay vệ sinh bằng Covid ấy. Ngâm cái thằng này vào là tự nó nhả ra, thấy không? Nhả ra. Cái chỗ này nó bị hở một chút nè, nó tuột chỉ, anh em đun vào đạp lại giùm em cái. Con này là medium roller luôn, 70-80kg, độ mới của nó thì không mới lắm nữa. 93%. Đây có một tem và dính mực nha. Chốt giùm em con này 100.000 mã 56. Có cái tem ở dưới ngực rồi còn có 50.000 à. Thành ra con áo có 50.000 à. Tiếp con satin bay này. Cái này gọi là liền quần nhé. Liền quần. Satin thì cực kỳ mát. Ai thích cắt lầm áo thì áo mà cắt thành quần thì quần. Vai của nó 51 tức là 70-80kg. Và bề ngang của nó là 100. Đấy. Em bảo anh em biết số đo bụng này. Khi anh em gài quần lại anh em đo từ bên này qua này là 50. Tức là nó được 100. Mình chốt số đo vai thôi nha. Mình phải căn cứ vào cái bụng nữa. Nhiều người có cái bụng to thì em báo số ký để biết lường. Con này dài là 7-7-14, 1m58. 1m58. Rồi, trên này hai anh em ha, hai nút nè. Mấy cái anh mà satin á, tìm nút này lòi con mắt ra nha. Mấy người đang tìm cần những con satin này á, những cái nút này á. Nhưng mà con này dơ hay rồi này. Bị dơ rồi ở dưới này. Bây giờ bên này có mấy cái nút, có nút nhưng mà có nút được nút không á, có nút còn nút không, bên này còn này, ở đây nó mất một cái nút á. Qua bên này thì dơ này, em nhìn thấy dơ không? Dơ đây nữa này. Nói chung là satin á, satin nó là phải chiều mấy một bộ nha. Bây giờ em bán cái bộ này giá chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Dơ này. Anh em có thể cắt cái áo anh em cũng có lời, mà cắt cái quần cũng có lời nhé. Cho nên anh em có thể lấy cái vải này
may cho mình một cái mũ satin. Thì bây giờ là mũ satin là triệu mấy đúng không? Đó là mỗi người một nghiệp, ai thích làm kiểu gì thì làm. Thịt con này muốn làm sao có lời mình người cứ làm. Dơ nhé, bởi vì nó là vải rất là nhiều, dính một chút dơ này, vải rất là nhiều. Khi anh em mà may ấy, may vải cái mặt trong chả có đẹp hay. Em tính bày cho anh em bày lồi cái mặt ngoài này. Bày lồi anh em là lấy cái vải may ở bên ngoài, cái trong lật ra đỡ dơ. Rồi, con này là size medium, 70-80kg, 200.000 mã 55. Ai ưng chốt cùng em nhé. Cái con này là của Linh Anh, nhưng mà phải có anh biết, nhìn giống anh không biết, phải anh không biết. Con này là em M mắc in China, China, phải là không phải là của anh đâu. Rồi con này chiều dài là 67 nha anh em. Trên này này cúc bấm không được, tức là cái cúc này giờ xài cúc cũng không bấm được này, nó chỉ sử dụng bằng cúc thôi, nhưng mà bấm cúc không được. Giờ xài bằng cái gì? Chịu thua rồi á. Ở sau này đều và đẹp hết nha anh em. Không biết em bấm cái nào mà em viết đây gài cúc bấm không được. Ê, ở đây là có dây rút nha. Áo này hiện tại là 50-60kg. Em cũng bấm lại thử coi nó có được cái gì không à. Có cái được cái không chứ chả lẽ không được cả hết. À, nó không được cái được nè. Nhiều khi mình bấm nó, ồ, cái này không được. Cái này là không được à? Không được. Được có cái à? Rồi, ai thích thì chốt thôi, không ép nha. Trên này túi bán con này 100.000, mã 54. Về dùa dùa lại, dùa dùa cho nó bấm vào. Không là anh em mất 100.000 tiền cúc bấm rồi đó. Bấm lại nút mới. Thế một con ASIU chất vải caro này. Chất vải caro ASIU. Vai của nó là 53 và dài áo của nó là 78. 53, 78 là 80-90kg rồi. Con này là salad long. Chất vải caro 1 tem này anh em. Con này là 93-95%, 80-90kg. Còn cái chiều cao của thằng long này bao luôn, cao 1m6-1m7 luôn. 1m7 đi, 7 cho đẹp. 100.000 mã 53. 100.000 mã 53. Tiếp con rần ri của lính Mỹ nha anh em. Con này chất vải caro, vai của nó là 48. 65-75kg, dài áo 75, cao 1m6-1m7. Con này có vết in nút này. Có vết in nút này. Nói chung là nó không cũ nhưng mà đều có vết in nút thôi. Con này 93%. 93% một con rần ri. Đấy, 93%, 65-75kg, chốt cho em 140.000. Mã 52, ghê chưa? Tiếp con này caro nữa nha anh em. Con caro con này vai là 50-70-80kg và dài áo là 82, cao trên 1m74 nha. Đấy, cái in nút này cũng có hình hành hành một chút thôi chứ không có đáng kể nha. Đẹp. Ở trên cầu vai nó bị dính keo này. Tức là mình gỡ cái keo thì nó có vết anh em. Đó. Trong nhà hai bên đều có gỡ keo. Có mình dán nhưng mà áo thì trơn vớt. Anh em mà biết xử lý cái keo thì nó ra nó đẹp hơn ha. 70-80kg và chốt cho em con này 100.000 mã 51. Nếu mà không có keo thì con này nằm 95 đúng không em? 95 là cứ ngắt hàng. Tiếp con multicam nữa này. Con này là chất vải caro, vai của nó là 49. 70-80kg và dài áo là 76. Con này được 93% rồi. Cái này vải caro nhưng mà nhìn nó không có mới lắm đâu nha. Nhớ dùm em, không có lắm đâu. Gọi là 93-94%. What thì chưa what. Có what rồi. Rồi. Ai vừa con này thì chốt dùm em nè.
medium rare lơ 7-80kg, cao 1m7 trở lên. Chốt dùm em mã 50 và 50.000. Mã 50 và 50.000, con này sao bán 50 rẻ quá hình. Rẻ quá hả em, nó đâu có lỗi gì đâu. Nó, à, em biết cái lỗi của nó rồi. Con này mất dây kéo. Mất dây kéo chỉ sử dụng bằng cái dán này thôi. Nó đúng tội của nó thì anh em bận lao động. Anh em về bận lao động hoặc là con này không có bỏ đầu vào được nhá. Anh em bỏ đầu vào, em mà bỏ thì em bỏ được. Nhưng mà giờ bỏ đầu phải mất một con áo khác thì bán rẻ con này. Đấy, dán như vậy anh em cũng tha hồ làm, không có nó không có bung ra nhá. Bây giờ em giặt như vậy thì nó mới ra rồi này. Còn cái đầu khóa này anh em mà bỏ phải bỏ hai đầu. Tức là cái loại dây kéo của áo Mutica, một đầu dưới và một đầu trên. Đầu dưới nó giữ cái chân này, giữ để khỏi bị toe ra, và một đầu trên là đầu kéo. Còn đầu kéo hàng Việt Nam mình là một đầu đi lên hoặc là mặt trong mặt ngoài thôi. Ai ưng thì chốt nha, 50.000 bận lao động. Về anh em kêu bà xã đổ cho một cái cúc, đơm ba cái cúc đổ vào. Có gì đâu mà khó đúng không? 50.000 tha hồ mà bận lao động tẹt ra luôn. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em trưa nay 11 giờ ta lại tiếp tục. Tiếp tục em lên đồ lính Mỹ cũ đã qua sử dụng anh em, giá cực rẻ luôn. Và áo bữa nay thì chỉ có bòn mót vậy thôi, không có gì đẹp hơn nữa, không có gì hơn nữa. Rồi em cảm ơn và bye.